cái công việc thực tế cũng như qua cái số liệu đăng ký. Thì chúng ta sẽ vào đầu tiên là thực phẩm chức năng. Thì thực phẩm chức năng là gì? Thực phẩm chức năng là một cái thực phẩm ha, dùng để tương trợ ha, các cái chức năng của các bộ phận bên trong cơ thể. Nó sẽ tăng cường là những cái yếu tố dinh dưỡng, thì hỗ trợ tăng sức đề kháng, tăng cường sức khỏe ha. Thì đó là chức năng chính của nó. Thì giáo trình ghi rất là nhiều, đề cương ghi rất là nhiều, nhưng các bạn nhớ đúng hai chữ là thực phẩm chức năng, hai chấm hỗ trợ. Thực phẩm chức năng chỉ có công dụng hỗ trợ sức khỏe của mình do những cái chất dinh dưỡng hoặc những cái chất có hoạt tính mà nó cung cấp, nó mang lại. Thì các bạn lưu ý là gì? Nó hoàn toàn không thể thay thế thuốc để điều trị một căn bệnh nào đấy của mình, và không được phép kê đơn cho người bệnh. Thì đó là khái niệm thực phẩm chức năng. Các bạn chỉ nhớ thực phẩm chức năng công dụng chính của nó là hỗ trợ. Khái niệm chính của nó là hỗ trợ. Công dụng thực phẩm chức năng có công dụng đều dựa trên giá trị tiềm năng từ sự suy luận. Thì đây là một câu hỏi, nó là một câu nói, nó có tính chất chung chung. Tiềm năng từ sự suy luận là sao? Tức là các bạn có thể thiết lập một cái công thức thực phẩm chức năng mới hoàn toàn. Ví dụ như, nhưng mà dựa trên những nguyên liệu mình đã biết được cái công dụng của nó. Ví dụ như từ 2-3 nguyên liệu có khả năng hỗ trợ giải độc gan, hay là có khả năng chống oxy hóa tốt, ta phối hợp với nhau ta ra được một sản phẩm có công dụng là hỗ trợ gan, mát gan, giải độc gan. Và tất nhiên những cái nguyên liệu ban đầu đó đều là... Alo, em hỏi được thầy. Lát đi hỏi, lát đi hỏi. Tự nhiên ông cứ chọc ngang, tôi đang giảng hết. Sẽ có phần hỏi. Thì mình sẽ phối hợp những cái sản phẩm đó, những cái nguyên liệu đó để ra một cái công thức chức năng. Thì tùy theo cái công dụng của nó, thì tất cả các bạn cũng đã biết rằng là mình có thể đăng ký dựa trên những cái minh chứng đã có sẵn. Thì rất ít thực phẩm chức năng nó bị yêu cầu phải kiểm tra, phải kiểm định, phải xét nghiệm lâm sàng, phải làm những cái test lâm sàng trên cái đối tượng là cái động vật và trên người. Thì thực ra đó là tôi cũng thắc mắc tại sao chúng ta lại không làm một cái xét nghiệm lâm sàng, một cái test lâm sàng để rõ ràng và minh bạch về cái công dụng của cái dòng sản phẩm đó. Thì trước đây tôi gặp một cái ông này là tiến sĩ Việt Nam nhưng mà ông sống bên Mỹ, ông muốn làm về thực phẩm chức năng. Có lần ông về một cái hội thảo ở cái trung tâm triển lãm của Hồ Chí Minh ở quận 7 tôi biết không, thì tôi hỏi thì ông cũng nói là FDA nó cũng không yêu cầu. Tại vì sao? Tại vì từ những nguyên liệu ban đầu mình phối hợp và thành phần trong cái công thức đó đều không có vượt quá ngưỡng quy định dùng hàng ngày của FDA. Đó tương đối là xa, như mình cần một ngày mình có thể cần là gì, là 100 mg một cái chất nào đấy, nhưng thực chức năng nó chỉ bổ sung tối đa là 20-30 mg. Phần còn lại mình đến từ thức ăn thì nó không bao giờ vượt ngưỡng nồng độ của cái chất đó, và chất đó đã được kiểm tra kiểm định và được những nghiên cứu lâm sàng xét nghiệm chứng nhận là chất có ích. Tuy nhiên nó vẫn có những thực phẩm chức năng buộc các bạn phải đăng ký thử nghiệm lâm sàng. Thì ở đây một lát tôi sẽ đặt một câu hỏi, những cái dòng thực phẩm chức năng nào bắt buộc phải thử nghiệm lâm sàng? Những bạn có câu trả lời hay và đầy đủ sẽ được cộng vào bài giữa kỳ. Những bạn nào bị cộng nhiều quá trên 10 thì bị cấm thi giữa kỳ. Thì rõ ràng là từ những nguyên liệu quen thuộc đã biết, và chúng ta sẽ phối hợp thành một công thức. Và tất nhiên trong khi mà mình thiết lập công thức đấy thì giữa các thành phần nó không được xung đột với nhau, không được xung đột, nó không được xung đột với nhau, và thành phần có hàm lượng nó tương đối, hàm lượng nó tương đối là thấp. Nếu hàm lượng các cái thành phần, kia sức tự nhiên mà rất là cao hơn mức bình thường, thì lúc đó mình có gọi là thực phẩm chức năng không các bạn?
đi ngủ hết rồi. Dạ không, thầy. Dạ không, thầy. Thì lúc đó mình gọi nó là gì? Nếu mà hàm lượng cao là thuốc kê đơn thầy. Thuốc kê đơn vậy? Khổ quá. Thành phần là cái tự nhiên nhiều thì là thuốc gì? Thuốc dược liệu, thuốc có nguồn gốc dược liệu. Đông dược hay là nam? Nam dược. Cái ranh giới giữa thuốc và thực phẩm chức năng ở đúng cái khâu là gì? Kiểm định lâm sàng. Ranh giới nó đơn giản, đúng rồi đó. Nguyễn Thị Ngọc Nữ like cho cái lát nhớ nhắc cái cộng điểm cuối giờ nha nữ. Thì nếu hàm lượng của nó vượt trội ha, mình phải thứ nhất phải kiểm tra, phải làm những cái test lâm sàng để kiểm tra độc tính cấp và độc tính bán trường diện của nó để xem liều mình dùng được là bao nhiêu ha, mình có thể dùng được tới đây là bao lâu vân vân. Thì những cái test đó mình sẽ làm đầy đủ hồ sơ để củng cố và mình gọi đây là một cái thuốc và lúc đó là mình sẽ đối đãi nó như thuốc ha, kiểm định kiểm tra tất cả như thuốc. Nguồn gốc của thuốc chức năng á, thì nó có thể đến từ sinh vật như là động vật hoặc thực vật và khoáng vật. Thì đó là những cái khoáng chất ha, những cái hợp chất người ta lấy từ các cái mỏ khoáng sản, những cái mỏ trong tự nhiên chẳng hạn như một số cái núi có lợi cho sức khỏe vân vân. Rồi thì các bạn hãy lưu ý nó có cái dạng khoáng, có dạng khoáng mà mình đôi lúc mình lấy từ khoáng vật, nhưng đại đa số các bạn biết một khoáng mà có hiệu năng cao bao giờ cũng là khoáng được chiết xuất từ tế bào động thực vật. Tức là chúng ta sẽ dùng khoáng có sẵn trong cái dịch chiết từ động vật hay một cái thực vật nào đấy. Và xu hướng hiện nay là chiết xuất từ thiên nhiên, thảo dược và các cái động vật được sử dụng làm thuốc. Thì có rất là nhiều động vật được sử dụng làm thuốc, mặc dù cái danh mục động vật sử dụng làm thuốc nó ngắn, tương đối là ngắn so với cái danh mục các thực vật hay là các thảo dược làm thuốc. Về số loại thực vật nó thật sự là nhiều và đông đảo một số loài động vật. Người ta cũng quen với việc trồng và thu hái các loài thảo dược nhanh hơn là các loài động vật. Động vật vốn dĩ là sao? Mình đâu dễ dàng bắt được nó, nó cũng di chuyển. Cho nên thực ra là cái xu hướng sử dụng thảo dược lại đặt lên cao hơn so với xu hướng sử dụng động vật. Và lại thế giới đó có những cái công ước nghiêm ngặt về việc đối đãi các động vật ha. Cho nên xu hướng chung thế giới lại ưu tiên sử dụng thảo dược nhiều hơn là động vật. Thì cái cơ chế chính của các thực phẩm chức năng là tham gia hỗ trợ chức năng cơ thể con người, bổ sung dinh dưỡng và tăng cường sức đề kháng, Thì đó là những khái niệm chung về các thực phẩm chức năng. Thì các bạn hãy lưu ý thực phẩm chức năng của mình á, ở Việt Nam thì các bạn sẽ gặp thực phẩm chức năng thông thường là ở dạng nào? Nó dạng giống như là những cái viên thuốc của mình, có thể là những cái viên nang, có thể là những cái viên nén vân vân, hoặc là một số dạng dịch. Thì ví dụ mình có thể sử dụng những cái sản phẩm đó để tham gia hỗ trợ chức năng xương khớp, hay là hỗ trợ chức năng tiểu đường, hay là hỗ trợ chức năng về tiêu hóa, về gan và về thần kinh. Thì đây là một dạng thực phẩm chức năng chứ không phải là tất cả. Thực ra ở Việt Nam và trên thế giới nó tồn tại rất là nhiều các cái nhóm thực phẩm chức năng khác nhau. Mà trong thực tế là các bạn đã có sử dụng qua, đã có kinh doanh qua, thậm chí là nhiều người đang ở trong nhà máy sản xuất các cái sản phẩm này. Tuy nhiên, cái việc mà sản phẩm chức năng được điều bào chế dạng thuốc, thành phần chủ yếu là các hợp chất thứ cấp, là những cái hợp chất mà không sinh năng lượng và không tham gia vào cấu tạo của tế bào người. Nó chỉ tham gia vào tác động và một số chuyển hóa bên trong cơ thể của mình mà thôi.
thì đây là cái dòng thực phẩm chức năng lại tương đối là phổ biến ở Việt Nam. Nhưng điều này nó trái với những cái quy luật ha, về sử dụng các cái sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Thì khi mà cơ thể mình đang suy yếu thì mình cần có một cái sự vực dậy mạnh mẽ ha, vực dậy mạnh mẽ ha, một cái yếu tố để kích thích các cái tế bào, các cái mô hoạt động tốt hơn. Thì điều này thực phẩm chức năng Việt Nam làm được. Tuy nhiên khi lao động tốt lên thì đòi hỏi nó phải được cung cấp những tiền chất dinh dưỡng như là protein, như là lipid, như là glucid, cân đối. Mình thường chức năng Việt Nam lại không có những cái giá trị này. Thì đại đa số thực phẩm chức năng ở Việt Nam nó chỉ chú trọng vào là gì? Hỗ trợ trực tiếp bằng những hợp chất thứ cấp mà nó mang trong người. Nó ít quan tâm đến cái việc mình bổ sung hợp chất thứ cấp. Thực ra có rất nhiều thực phẩm chức năng, chủ yếu là hợp chất sơ cấp, nó bổ sung rất là ít những cái chiết xuất từ cơ thảo dược, rất ít. Nhưng mà mình có thể sử dụng lâu dài và nó mang đến những cái lợi ích sức khỏe được cải thiện rõ rệt. Hầu hết dùng thực phẩm chức năng mà nó mang lại yếu tố dinh dưỡng nhiều á, nó lại dùng cho cái cơ chế là giống như mình dùng thức uống, thức ăn tự nhiên, nhưng nó có hiệu năng cao hơn. Còn đến một giai đoạn mình cảm thấy có những cái đe dọa, những cái nguy cơ rõ ràng về sức khỏe thì mình mới sử dụng những thực phẩm chức năng, chủ yếu là các cái hợp chất thứ cấp. Đấy, nhưng Việt Nam mình hầu như dùng tới là mình dùng cái nhóm là có khả năng là ngăn trở những đe dọa, nhưng mình không có những cái dòng sản phẩm có khả năng điều hòa tự động. Đấy, thì của thực phẩm chức năng ở Việt Nam mà trong những cái quy định, những cái quy luật, những cái quản lý ha, những của Việt Nam mình là trong cái từ trong suy nghĩ của cái giới làm công nghệ, giới làm khoa học cho đến giới quản lý thì người ta đều có một cái sự thiết lập. Người ta chỉ tập trung vào quản lý ha, người ta tập trung vào phát triển những dòng thực phẩm chức năng được bào chế từ các thực phẩm thứ cấp. Người ta lại quên đi những cái dòng sơ cấp. Thì dòng sơ cấp có thể dùng hàng ngày như thức ăn, thức uống thì rõ ràng là mình không có. Thì nếu theo đúng quản lý thì các bạn thực sự Milo hay là Ovaltine nó thực phẩm ha, bổ sung một số cái vi chất thích hợp cho sự phát triển của trẻ em ha. Tuy nhiên do sự quản lý lỏng lẻo cũng như những quy định còn quá dễ dãi ha, lỏng lẻo của Việt Nam, những dòng thực phẩm này vẫn chưa được kiểm tra một cách đã kiểm soát một cách đầy đủ và chính xác. Thì cái phần thứ hai chúng ta sẽ nói đến là mỹ phẩm. Thì mỹ phẩm thì các bạn nhớ đây là cái nhóm sản phẩm dùng để là gì? Tác động, dùng để tiếp xúc với những cái bộ phận bên ngoài của cơ thể con người. Bên ngoài của cơ thể con người và nhiều nhất là da với hệ thống lông tóc, móng tay, móng chân, môi và cơ quan sinh dục ngoài, răng, niêm mạc miệng. Thì mục đích chính của các cái dòng mỹ phẩm hàng đầu đó là làm sạch. Thì những cái dầu gội đầu, rồi những cái sữa tắm, rồi kem đánh răng thì tụi nó thuộc nhóm làm sạch. Thì chức năng bên cạnh đó nó sẽ được làm sạch, nó sẽ làm thơm. Làm thơm bởi những cái chất có mùi thơm được tổng hợp hóa học hay là được chiết xuất từ tự nhiên. Thì những cái chất mùi là tạo mùi thơm á, tạo hợp hóa học thường tương đối là rẻ tiền. Còn những chất mà được chiết xuất từ tự nhiên thì nó sẽ có thành phần hóa học rất là phức tạp và thường nó sẽ đắt tiền hơn cái dòng tổng hợp hóa học. Thì nó sẽ làm thay đổi diện mạo hình thức. Thì mình nhớ rằng cái nhóm mà thay đổi diện mạo ha, thay đổi diện mạo hình thức hay là điều chỉnh vào cơ thể thì mình sẽ gặp như chẳng hạn như là những cái sản phẩm trang điểm. Thì giữa một cái người phụ nữ trước trang điểm và sau trang điểm thì hình dung của người đó khác rõ rệt, rất là khác biệt ha, nếu biết cách trang điểm. Còn với một số người, người ta hoàn toàn không biết cách trang điểm thì cái việc mà chúng ta giao mỹ phẩm cho họ đó
thì đó là một thảm họa, đó là một thảm họa. Thì thực sự cách đây khoảng cũng cũng gần 2 năm mà tôi có dạy với lớp sinh viên năm nhất của Nguyễn Tất Thành để thực hành sinh học phân tử, thì có con bé nó trang điểm mà thật sự nó là thảm họa của cuộc đời. Nó trang điểm ngộ lắm, như ông địa đó, cái mặt của nó sáng vậy là nó tô son trét phấn lên trắng bách, nó dặm cho hai cái mắt hồng hồng vậy đó, giống như ông địa rồi nó mới lên lớp học. Thì nó nói với tôi nó dậy từ lúc 5 giờ sáng, nó đã vệ sinh xong, nó trang điểm xong gần 6 giờ rưỡi nó mới đi lên trường. Thường thường tới là vô lớp học luôn đó. Thì trời ơi, nó trang điểm một cách thảm họa, hết sức thảm họa. Như vậy không có tốt, mình phải trang điểm sao cho biết hợp lý. Chúng ta trang điểm như thế nào? Chúng ta trang điểm để nhằm phục vụ cho thứ nhất là nhu cầu đi làm hàng ngày. Mình bước ra khỏi nhà thì mình nhìn nó phải tươm tất hơn, với trang điểm nhẹ nhàng thôi. Hoặc là mình trang điểm khi đến những cái hội thảo, hội nghị hay là những cái bữa tiệc đòi hỏi phải có một cái dấu ấn gì đấy thì mình sẽ trang điểm. Thì thật sự đó các bạn, tôi đố các bạn cái dòng mỹ phẩm trang điểm ha, nó sẽ phải mang một cái đặc tính để gọi là mỹ phẩm cao cấp ấy, thì nó sẽ có một cái đặc tính gì? Bạn nào suy nghĩ được thì cứ comment ở câu trả lời ha. Thì một lát tôi kiểm tra thấy ok thì tôi sẽ công bố và tôi sẽ cộng vào điểm dự kỳ. Một cái đặc tính bắt buộc phải có với cái mỹ phẩm trang điểm ha, nếu nó thuộc nhóm cao cấp ha. Một lát tôi sẽ giải thích tiếp cho các bạn. Rồi, điều chỉnh mùi cơ thể, điều chỉnh mùi cơ thể thì các bạn thấy rõ ràng là cơ thể mình á thì nó sẽ có một cái mùi ha. Đó là cái gì? Đó chính là mùi của những cái dịch cơ thể mình ra ha, cộng với những chất bẩn bám vào vân vân. Thì cái việc mà chúng ta thay đổi mùi cơ thể, cái động tác cơ bản và quan trọng nhất là mình đi tắm, thì nó sẽ trả về cơ thể thơm tho ha, sạch sẽ. Tuy nhiên cũng có một vài trường hợp thì dù tắm cách mấy mình vẫn còn mùi, thì mình cần sự điều chỉnh từ các sản phẩm như là cái nước hoa, nhờ nước xịt và lăn nách để làm thơm cái cơ thể mình lên một để làm thơm cơ thể mình. Rồi bạn học mà sao ấy được đây chú này, xuống dưới đây. Chú này tao chặt nó được luôn. Rồi những cái sản phẩm giúp nó giúp mình bảo vệ cơ thể, giúp mình bảo vệ cơ thể và duy trì chúng ở cái điều kiện tốt nhất. Bảo vệ cơ thể thì chúng ta sẽ gặp những sản phẩm như là kem chống nắng hay là kem dưỡng nắng. Thì các bạn biết thì ánh sáng mặt trời nó chiếu trực tiếp lên tất cả ha, mọi người đi ra ngoài gặp ánh sáng mặt trời nó chiếu ra, thì ánh sáng mặt trời nó có ba cái tia cơ bản là tia UVA, tia UVB và tia UVC. Thì tia UVC cái bước sóng nó rất ngắn cho nên năng lượng nó rất cao. Năng lượng nó cao thì nó sẽ dẫn đến là nó có thể xuyên qua tế bào và giết chết tế bào sống. Nhưng mà hầu hết tia UVC không xuống mặt đất được các bạn, nó sẽ bị giữ lại, nó sẽ bị giữ lại ở tầng ozone. Thì nó sẽ được tầng ozone làm gì? Thì cứ ba phân tử oxy nó sẽ nhận năng lượng do tia UVC cung cấp để nó biến thành hai phân tử O3, tức là ozone. Rồi sau đó phân tử ozone nó kém bền, nó lại phân rã thành O2. Và như vậy O2 xuất hiện để nhận cái năng lượng cho UVC cung cấp để biến thành O3. Và do thế tầng ozone chúng ta đã cản lại cái hấp thu toàn bộ năng lượng của tia UVC. Thì thật sự trái đất của mình á, tầng ozone nó cũng lộn, nó lộn ở vị trí đâu gần Nam Cực ấy. Thì nó không phải, không có nghĩa là nó lộn hẳn, mà là tại đó mật độ của cái ozone và oxy rất là thấp, thì nó không thể cản được 100% tia UVC chiếu xuống mặt đất. À, cũng rất may mắn vùng đó ít có người sống cho nên mình cũng không phải lo lắng lắm về sự tác động của UVC. Hai POV chính nó sẽ xuyên xuống mặt đất là POVB và POVA. POVB đó thì mình đã được chứng minh là nó có bước sóng dạng UVC chút xíu, năng lượng nó thấp mà hơn UVC nhưng cũng còn rất là cao, và nó là tác nhân gây đột biến tự nhiên.
mỡ là tác nhân gây được tự nhiên thì nó sẽ tác động vào để làm biến đột biến bên trong cấu trúc của DNA trong tế bào da và gây nên một cái bệnh lý là ung thư da. Thì tia UVB cũng là tác nhân gây đỏ da rất là tự nhiên. Và cuối cùng là tia UVA. Trong ba loại tia UVA, B và C thì tia UVA có cái mức năng lượng thấp nhất nó nhưng mà nó xuyên vào tế bào một cách âm thầm và lặng lẽ, thì lúc này là để mà cản lại tia UVA thì tế bào sẽ tăng cường quá trình tổng hợp ra những cái protein sắc tố có màu đen để cản lại cái tia UV, thì chính là melanin. Thì nôm na là mình sẽ bị rám nắng, tức là da sẽ đen tự nhiên hầu hết dưới tác động của các bức sóng UVA. Thì cái kem chống nắng nó sẽ làm gì? Nó làm hai nhiệm vụ chính. Thứ nhất là khi mà pho lên da, khi ánh sáng mặt trời chỉ đến nghe được, mọi người nghe được mà. Dạ nghe được rồi hả? Rồi ok. Thì đầu tiên thì mình tôi nhắc lại cái kem chống nắng của mình nó có hai cái cơ chế là kem chống nắng vật lý và kem chống nắng hóa học. Kem chống nắng vật lý đó thì nó sẽ làm việc theo cơ chế là phản xạ trở lại khi ánh sáng chiếu lên da. Thì thường thường những thành phần như là titan oxit ha hay là kẽm oxit nó sẽ được nhóm kem chống nắng vật lý cho nó phản xạ trở lại cái tia sáng vào môi trường, thì làm giảm đáng kể cái lượng UV nó thâm nhập được vào trong da của mình. Thì cái nhóm thứ hai là kem chống nắng mà theo cơ chế hóa học, thì nó nhận cái ánh sáng đó, những cái UV đó, nhưng nó sẽ biến đổi thành những cái dòng có bước sóng thấp hơn, những dòng có bước sóng thấp hơn và làm giảm đáng kể tác động của cái ánh sáng mặt trời lên da. Rồi nhóm tiếp theo là cái những sản phẩm bảo vệ cơ thể khác, mình có như là kem dưỡng ẩm, nó bảo vệ cái lớp da của mình, duy trì độ ẩm cho lớp da của mình. Thì nó có cái dòng thứ nhất, khi thoa một số kem dưỡng ẩm khi thoa lên da, nó sẽ tạo ra một cái lớp màng mỏng được cấu tạo bởi các phân tử ưa lipid hơn là ưa nước. Nó sẽ ngăn ngừa sự thoát hơi nước qua các lớp tế bào da này. Hay là gọi là cơ chế là hóa ẩm. Và cơ chế thứ hai mình thường gặp là cơ chế hút ẩm. Thì các chất này nó sẽ hút cái hơi ẩm từ trong môi trường không khí, cấp cái ẩm cho da. Cấp ẩm cho da, thì những cái nhóm thứ hai này nó sẽ làm cho da duy trì được cái lượng ẩm nhất định và làm da tương đối là mềm mại. Tuy nhiên nếu chúng ta đi trong cái môi trường không khí nó khô trong một thời gian tương đối lâu, thì cái nhóm cấp ẩm này ngược lại khi nó bị mất nước nhiều quá, thì xu hướng của nó là nó sẽ hút lấy nước từ các tế bào da và nó đẩy nhanh cái tốc độ khô da hơn. Có nghĩa là nó chỉ tồn tại chịu được một ngưỡng nào đấy, khi mà nó khô quá thì không được. Và thật sự cả hai nhóm trên đều không đáp ứng được những yêu cầu trong cái dòng sản phẩm mình gọi là dưỡng ẩm cao cấp. Thì trước đây tôi có tạo ra một công thức dưỡng ẩm tôi rất là tốt, thì nhiều người dùng cảm thấy là ẩm ngay cả trong môi trường khô nóng thì da họ vẫn duy trì lượng ẩm rất là tốt, thì họ có hỏi mua. Nhưng mà khi mà tôi tính toán từ cái chi phí vật tư hóa chất đó, thì tôi đã lên tới gần 20 triệu một lọ, tôi dẹp nên tôi nghỉ bán chứ làm bán ai mua. Thì trong cái công thức đó phần lớn là những cái hợp chất có khả năng cấp ẩm nhưng theo cái cơ chế là tạo lớp vỏ hydrat tự nhiên. Hay năm nay là tôi mô phỏng lại một cái thành phần cấp ẩm tự nhiên cho tế bào. Nó chủ yếu là những cái peptide và
những axit amin, những axit rất ngắn và những axit amin. Nó sẽ tạo ra cái lớp vỏ hydras bên ngoài của nó ha, nó cấp ẩm cho da. Nhưng khi mà môi trường không khí khô quá, khô đến mức độ đấy thì nó mất bớt ẩm. Nó bị da rút mất ẩm thì cuối cùng nó sẽ chưa tọt vào tế bào da và nó thành nguyên liệu cung cấp các axit amin tiền chất cơ bản cho tế bào da. Thì một số các chất có độc tính dưỡng ẩm khác như là glycerin vân vân thì nó trở thành là phụ gia phụ liệu, trở thành tá dược của cái dòng sản phẩm chăm sóc da cao cấp như thế này. Và tất cả những dòng sản phẩm thuộc cái nhóm dược ẩm cao cấp nó đều thích thú trong việc sử dụng những cái axit amin, những cái axit mạch ngắn hoặc những cái axit béo mạch ngắn ha, là một cái thành phần quan trọng trong các cái dòng sản phẩm dưỡng ẩm, chứ không sử dụng những thành phần mạch dài mạch phức tạp, và đặc biệt nó ít khi sử dụng những thành phần hóa học được tổng hợp hóa học. Thì các bạn cũng đã biết, thì một cái thành phần mà mình gọi là mềm da thường thường mà có tác dụng dưỡng da tự nhiên và giữ ẩm tự nhiên, nói chung cái gì này cũng có chút đỉnh, đó là cái dầu dừa. Thật sự dầu dừa thì do nó có nhiều cái axit béo mạch dài ha, cho nên thường thường người ta sử dụng nó ít khi sử dụng mềm chiên xào, người ta sử dụng dầu dừa như một cái dòng sản phẩm là gì, dưỡng da dưỡng tóc. Đặc biệt là bà bầu đó, khi mà mình mang thai đó, thì mình có thể khoa cái dầu dừa thì nó sẽ chống cái việc rạn da sau khi sinh, thì nó sẽ giúp, nó sẽ cung cấp lượng axit béo cần thiết để tái cấu trúc cơ cấu lại các cái chuỗi phospholipid trong các màng tế bào da, thì nó sẽ duy trì sự săn chắc, tràn đầy sự sống của da. Tuy nhiên sau khi sinh thì nó không để lại những cái vết rạn da. Rồi, thì đó chính là cái dòng mỹ phẩm thứ hai của nhóm bảo vệ cơ thể, đó là cái dòng dưỡng ẩm. Rồi, hoặc là duy trì chúng ở điều kiện tốt nhất, thì khái niệm những cái mỹ phẩm giúp duy trì trạng thái tế bào da, lông, tóc ở điều kiện tốt nhất, tức là cái da, lông, tóc của mình là căng tràn, sức sống, và da săn chắc, khỏe, mịn màng, giờ tóc mượt dày ống ả vân vân, móng tay móng chân đỏ ha, và tương đối là sáng bóng vân vân. Thì những dòng sản phẩm thuộc cái nhóm này mình gọi là nhóm sản phẩm, là nhóm sản phẩm là hỗ trợ chức năng, nhóm sản phẩm dinh dưỡng da vân vân, thì đều là những tên gọi khác của nó. Thì chúng ta có thể dùng những loại kem dưỡng da, những sữa tắm dưỡng da với sự xuất hiện của những cái chất cơ bản hàng đầu như là vitamin, khoáng chất, những chất làm cân bằng pH, rồi một số cái yếu tố kích thích sự phát triển của da tự nhiên vân vân. Thì trong rất một cái làn da đẹp với người Việt Nam mình được đánh giá gồm có các tiêu chí. Thứ nhất là làn da đó phải trắng sáng tự nhiên. Nhưng trắng sáng ở đây nó phải hồng hào chứ không phải là trắng bạch ra. Thứ hai là làn da đó phải săn chắc, làn da đó phải săn chắc và bóng mượt và tràn đầy sức sống. Và thứ ba để rất ít có làn da đạt được, đó là làn da phải mịn màng, phải mịn màng. Thì đây là ba yếu tố cơ bản của một làn da đẹp. Nếu mà có sự mất mát hay sự hao hụt của một yếu tố nào đấy, vì một số trường hợp các bạn vẫn gặp, mà tôi khẳng định là một số người phụ nữ đó, người ta có cơ thể săn chắc, làn da săn chắc, mịn màng, nhìn rất là khỏe khoắn, nhưng mà người ta không trắng, mà nước da nó nâu nâu, nó hơi đen chút xíu, nhưng mà là một cái làn da bóng lại tô lên một cái nếp đau, nếp nâu rất là đẹp. Thì thật sự đây cũng là một chiếc rất được săn đón và ưa chuộng trên thị trường. Rất là nhiều cô gái có cái làn da như vậy và nó cuốn hút ánh nhìn còn hơn một số cô mà trắng miệng. Thì đôi lúc thì một cái tiêu chí hàng đầu của cái việc mà chúng ta có một cái làn da trắng, đó là chúng ta phải ức chế cái quá trình tổng hợp melanin quá mức cho da. Thì màu da do melanin quyết định là chính. Thứ hai là những cái yếu tố sắc tố trong da, ví dụ như hợp chất carotenoids vân vân,
Và thứ ba là gì? Là cái sự ánh lên của cái phân tử hemoglobin trong hồng cầu, nó nằm ở những mạch máu dưới da. Đối với những cái người mà có làn da khỏe mạnh, người ta làn da trắng, sáng, nhưng mà sự ánh lên phía sau hồng hào của những cái hồng cầu do những cái phân tử hemoglobin trong những cái mạch máu nằm dưới da, nó sẽ làm cho người ta có hàm gì là có làn da trắng, tương đối là hồng hào và mịn màng hồng hào. Thì đó là yếu tố đầu tiên là trắng. Thì muốn trắng thì từ hàng đầu mình phải ức chế quá trình tổng hợp melanin của da. Thì quá trình mà mình gọi là sạm da thì nó do nhiều yếu tố quyết định. Thì tất cả yếu tố đó chẳng hạn như là có thể là do stress, có thể là do tác động của tia UV, thậm chí là tác động của di truyền, làm cho cái sự tổng hợp melanin ở người đó diễn ra quá mức, thì điều dẫn đến là da không có sáng màu. Thì việc giảm quá trình tổng hợp melanin sẽ cung cấp cho mình một cái làn da sáng khỏe. Yếu tố thứ hai để có làn da đẹp là săn chắc. Thì các bạn đã biết, thì với một số người tương đối là săn chắc ở đây ấy, thì nó sẽ làm cho làn da mình căng tràn ha, căng tràn tràn đầy sức sống. Thì các bạn đã biết là cái trong da của mình nó có các protein nhạt sợi ha, là các cái collagen và elastin, nó làm cái nhiệm vụ là tạo ra cái lớp bệ đỡ ở phía dưới ha. Nếu cái lớp này ha, cái lớp protein nhạt sợi này tổng hợp đầy đủ và hoàn chỉnh thì nó sẽ duy trì một cái làn da căng tràn ha, săn chắc. Nếu cái lớp này bị lỏng lẻo tổng hợp ít đi ha, hoặc là bị rối loạn tổng hợp thì làn da nó không có lớp bệ đỡ ổn định thì nó sẽ bị suy thoái ha, theo xu hướng là nó sẽ sụp xuống giống như đất mình thôi. Nếu không có cái lớp mà che chắn phía dưới thì nó sẽ bị sụp, thì như vậy nó sẽ để lại những cái vết nhăn ha, những cái nếp nhăn trên da, hoặc là gì, da tương đối là nhão và chảy xệ, thì đây là dấu hiệu của hang đau của sự lão hóa da. Thì các bạn đã biết trong da mình có những cái enzyme nó sẽ phân giải những collagen và elastin như là collagen 2, elastin vân vân. Những cái enzyme này nó sẽ phân giải protein nhạt sợi của cấu trúc da của mình, làm cho da thiếu sức sống. Thì hiện tại tôi đang làm cái đề tài về một số loại rong tảo biển. Thì một số loại rong tảo biển này nó ức chế cái collagen và elastin, duy trì sự săn chắc của da. Nó chế cả các tyrosinase là enzyme quan trọng, một enzyme chủ chốt trong quá trình sinh tổng hợp melanin. Thì tôi đang phân lập phân tử, một số cấu tử có kích thước nhỏ để thể chui vào tế bào da. Thì mình sẽ ứng dụng làm cái mỹ phẩm giúp cho săn chắc da và sáng da. Thì yếu tố thứ ba là mịn. Từ săn chắc nó đến mịn thì nó rất là gần, trên cái việc mà chúng ta duy trì một làn da săn chắc ha, thì nó sẽ mịn màng. Còn nếu là không có làn da nào mà thiếu sức sống, không săn chắc mà mịn màng thì nó khó lắm. Thì khi chúng ta có làn da khỏe mạnh, tất nhiên ở đây săn chắc ha, săn chắc của da có nghĩa là lớp da nó căng tràn sức sống, không đồng nghĩa với việc mình có thể hình lớn yên cô nàng chốc dáng nhỏ nhắn thôi. Như lớp collagen elastin vừa đủ thì da dẻ người ta vẫn chắc khỏe. Thì mịn thì là trạng thái nó lớp bên ngoài như lớp tế bào sừng chẳng hạn, thì nó sẽ còn tạo thời gian nó sẽ tróc. Thì nếu như mà nó không tróc, nó ở trên da thì nó sẽ để lại tình trạng khô ráp trên da, nó chết rồi thì phải bong tróc đi. Thì việc chúng ta cung cấp đầy đủ chất ẩm ha, một số tinh chất là giúp mịn da và đẩy nhanh tốc độ tróc của những lớp tế bào sừng đã đến tuổi phải tróc, thì nó sẽ duy trì một loại da mịn. Thì như vậy mình làn da của mình nhìn bề ngoài thì nó tương đối là đồng nhất ha, và nó có khả năng tán xạ ánh sáng tương đối là tốt, cho nên mình nhìn một cái làn da đó có vẻ nó rất là mịn màng. Thì nếu là tiếp xúc thì vấn đề mà tôi gọi là tiếp xúc đây là đúng nghĩa là tiếp xúc, tức là mình bắt tay hay là vô tình chạm vào nhau, những làn da đó nó sẽ cho ta chỉ cảm giác nó mềm, nó mịn như bông. Thì thực sự ra lúc tôi gặp một vài cái đối tác và những cô nữ tôi bắt tay, mình có cảm giác đây là bàn tay rất là mịn hay bàn tay kia không mịn vân vân. Thì ở bàn tay thì ngày nó sẽ có duy trì một cái lượng ha, cấu trúc
enzyme mà cơ và những cái cấu trúc phụ trợ khác thì mình sẽ cảm nhận được, đó là bằng bàn tay mịn màng vân vân, một tay mịn mại, thì cái đó thì nó thuộc về sự đầy đủ, có đầy đủ của các yếu tố protein và sự bơm chốc cần thiết của những cái tế bào bên ngoài. Mình mài mòn, mình mài phẳng ra thì nó sẽ nhìn rất là mịn màng và sáng bóng. Thì nó bóng quá thì cũng không tính nổi ha. Rồi, thì đối tượng tác động chính của mỹ phẩm ha. Thì nhóm đầu tiên như con đã biết là mỹ phẩm làm sạch da, là giữ ẩm và hạn chế khô da. Rồi một số nhóm thì chống nắng da, rồi chống nắng, chống tia UV và chống sạm da. Thường thường các bạn, những sản phẩm mà chống nắng, chống tia UV và chống sạm da thường thường nó sẽ cùng với nhau. Nó chống nắng, chống tia thì tức là sẽ làm cho giảm cái sự sạm da. Còn nếu là dòng sản phẩm mà chống sạm da thì thường thường nó sẽ đi kèm với một số đặc tính phụ là chống nắng hoặc là chống tia. Tại vì nếu như là da của mình á, mình đã ức chế tổng hợp melanin hoàn thiện rồi đó, làm cho da nó sáng, nó không còn sạm nữa. Nhưng mà nếu mình ra nắng thì ánh sáng mặt trời tác động vào và nó ép tế bào da của mình phải tổng hợp ra melanin, nếu nó cũng gây ra tình trạng sạm da. Trên những sản phẩm mà chống sạm da thì nó thường thường đi kèm với hoạt tính là chống nắng và chống tia. Trong một số dạng sữa tắm hay là sữa dinh thể thì có thể nó không mang đến công tính chống nắng và chống tia. Thì đây là một số sản phẩm tôi đánh giá là thiếu sót. Tuy nhiên khi mình sử dụng sản phẩm này đó thì phải biết rằng cái hiệu quả mà gọi là chống sạm da, hiệu quả dưỡng da, làm săn chắc da nó có thể tăng lên do những yếu tố khác người ta bổ sung vô. Thì khi ra đường mình phải chú ý, nếu mình tiếp xúc ánh nắng nhiều quá thì cái hiệu quả chống sạm da mới thoa kem dưỡng thể, mới thoa cái mới tắm hôm trước, mới thoa kem dưỡng thể hôm trước thì hôm nay là bị sạm da rồi. Cho nên mình phải chú ý mình né ánh sáng mặt trời. Thì để né tốt ánh sáng mặt trời thì thường thường mấy cái chị nữ là chơi cái model bít bụng, bắt đầu là che từ đầu tới chân không ra kẽ hở nữa. Nhưng mà xin thưa các bạn là cái màu sắc có thể cản tia UV tự nhiên rất tốt thì nó chỉ có màu đen thôi. Màu đen thôi, nó sẽ hấp thụ vào chuyện này bước sống cho các bạn đem như mặc những bộ đồ mà sẫm màu ra nắng á, thường mình sẽ có cảm giác là nó rất là nóng, biết cho nó hấp thụ tia ánh sáng mặt trời và nó chuyển thành nhiệt năng rất là nhanh. Còn các bạn mang những bộ đồ sáng màu hơn rồi ra ngoài mình lâu, mình sẽ rất là lâu cảm thấy nóng hơn. Tuy nhiên lúc đó thì sao cho các tia năng lượng nó xuyên qua những lớp vải đó và nó tác động trực tiếp lên da. Lúc đó da mình lạnh nắng rồi, chân áo bụng nó không có nóng. Nên tôi nói gặp các bạn, cái nhiều bạn mà mang ra ngoài là 2-3 lớp áo quần đủ màu, đủ sắc, sặc sỡ. Chẳng qua chỉ là màu là mè thôi, cái tác động cản tia UV của nó rất thấp. Càng sáng màu thì cản càng thấp. Mình nói hôm nay như thế. Trên ra đường thì mình có thể quấn một vài lớp đen kịt thôi, không cần nhiều. Còn nếu ai mà có khả năng thoát được chiếc Honda Lead, mua được chiếc mẹ 4 chỗ thì thôi tôi chúc mừng, để né được ánh sáng. Thật sự là với xứ nhiệt đới như mình thì cường độ chiếu sáng của ánh sáng mặt trời rất là nhiều. Và thông thường đó vào mùa thu hoặc là mùa đông thì mình cảm thấy không khí nó mát mẻ hơn. Thì cái mình gọi là trong bước trong ánh sáng chiếu xuống là tia UVA nó nhiều UVB thì mình có thể cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng thật sự là vậy, cái lượng UV nó cũng rất là cao. Thì mình có thể từ khoảng 10 giờ đến khoảng 1-2 giờ mình hạn chế ra đường, lý do là cái cường độ UV có hại trong ánh sáng mặt trời rất là cao. Nhưng với mùa xuân hoặc là mùa hạ thì có thể là nó kéo giảm ra sau 8 giờ sáng, tức là khoảng 9 giờ đến khoảng 3 giờ chiều là có rất là nhiều tia UV có hại, mình hạn chế ra đường tối đa trong giai đoạn này. Thì đó cũng là một cách để bảo vệ da của mình tốt. Thì một cái giải pháp tiếp theo là bảo vệ da chống lão hóa. Như các bạn đã biết là gì, lão hóa là một tiến trình không thể đảo ngược của bất kỳ ai, chúng ta chỉ có thể là làm chậm. Trước đây các mỹ phẩm chống lão hóa nó chỉ ưu tiên vào việc bắt lấy những cái gốc oxy hóa ở trong các tế bào. Thì khi chúng ta sử dụng hóa trên da, nó xâm nhập vào gốc tế bào da, nó sẽ bắt lấy những gốc oxy hóa đang tàn hại các tế bào da của mình. Thì đó là cái mô típ nhận thức cũ. Thì
mô tiết nhận thức mới là gì, mình phải ức chế được những cái enzyme gây lão hóa nội sinh bên trong tế bào. Thì việc ức chế những enzyme này nè, đó chính mới là cái hot trend của cái dòng cái mỹ phẩm trong lão hóa. Chúng ta sẽ ngăn cản cái sự thoái hóa của collagen, elastin, ngăn cái quá trình thoái hóa qua quá trình tổng hợp melanin, đẩy nhanh tốc độ bong tróc của những tế bào bị già, bị lão hóa vân vân. Thì như vậy mới là cái dòng dưỡng da chống lão hóa rất là tốt. Mà thật sự các bạn thấy là với người Việt Nam của mình á, những cái dòng sản phẩm mà có yếu tố chống lão hóa thường bán rất là được và bán rất là chạy. Thực tế các bạn thấy là những cô gái 18, 20 mới sử dụng mỹ phẩm nhiều cái không. Những cái người mà người ta qua cái tuổi đó rồi, người ta tầm ngoài 30 á, thì người ta không có cái xu hướng trang điểm làm đẹp để thu hút người khác giới. Nhưng người ta có một cái nhu cầu âm thầm mạnh mẽ và bền bỉ, đó là sử dụng cái mỹ phẩm về chống lão hóa. Thì có thể là những người phụ nữ mà ngoài 30 á, những bạn nào sinh khoảng sau những năm 90, 90 trở về trước ha, thì cần thấy cũng có nhu cầu rất là lớn, chúng ta sử dụng những cái mỹ phẩm chống lão hóa an toàn ha. Nó làm chậm tốc độ lão hóa của tế bào da, duy trì một làn da sáng ha, và săn chắc cho mình. Thì những cái tác động của cuộc sống như là stress trong công việc hay là sinh con nhiều rồi chăm sóc gia đình rồi nó đều đến dẫn đến hậu kết cục là làm cho da bệnh nhân bị lão hóa. Tuy nhiên người mà phụ nữ mà ở cái tuổi mà 30 á, người ta thường sẽ có cái sự vững vàng về kinh tế, thì cái nhu cầu chi mạnh mai hơn cho các dòng kem dưỡng da chống lão hóa vân vân rất là nhiều. Rồi làm không thoát khỏi chân lông thì thông thường á gọi là ngăn ngừa mụn, thì cái lỗ chân lông bị biết dẫn đến những vấn đề như là mụn. Đây là một cái vấn đề phát sinh mụn phở, thì có vẻ là phụ nữ thậm chí là nam giới từ sau khi dậy thì cho đến khi mình gọi là trưởng thành có gia đình á, thì một cái nguy cơ luôn rình rập đó là mụn. Trong giai đoạn này thì các bạn vận động tương đối là nhiều, thì cần phải vệ sinh sạch sẽ, đây là cái yếu tố hàng đầu để tránh tạo mụn. Và tuy nhiên khi đã có mụn rồi thì mình phải sử dụng những sản phẩm để mà loại trừ mụn hiệu quả. Còn những người phụ nữ mà ngoài 30 trở đi thì cũng có nguy cơ, tuy nhiên là các bạn lúc này là không sẽ loại được yếu tố là phải vận động quá nhiều hoặc là một cái vấn đề là thúc đẩy quá trình tái tạo da. Thì nếu gần những chất có tác động là gì, kích thích da tăng sinh tế bào mạnh hơn ha. Thường nhóm này mình chỉ gọi là nhóm kích thích nhẹ thôi, thì nó sẽ làm cho tăng sinh hoạt động của tế bào da, làm liền sẹo, làm liền vết thương ha, và giúp cho cái da dẻ của mình nó sinh ra những lớp tế bào mới nhanh chóng hơn, tốt hơn. Thì với những sản phẩm như tóc thì chúng ta sẽ là chống rụng tóc nè. Thì mình biết rằng là tóc ha, nó mọc từ cái lớp trung vì, thì nếu như mà chân tóc được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng thì tóc sẽ phát triển không ngừng, hạn chế sự rụng, chế ngọn là khô tóc. Thì đây là hiện tượng về mặt bên ngoài của tóc, hầu hết tất cả liên quan đến những yếu tố là dinh dưỡng, stress vân vân. Chúng ta có thể sử dụng dầu gội để giúp dưỡng tóc, tuy nhiên cái hiệu năng của nó thì không cao, mặc dù mình thấy tóc có vẻ óng ả tức thời thôi chứ hiệu năng nó không cao hơn những dòng thực phẩm chức năng hay những sản phẩm mà ta sử dụng đường uống. Thì những dinh dưỡng sẽ cung cấp từ máu vào đến da rồi đến chân tóc ha, nó sẽ duy trì cái trạng thái khỏe mạnh cho tóc của mình. Một khái niệm thứ ba là thuốc ha. Khi mà đã học rất là nhiều về thuốc thì mình chỉ nhớ là thuốc là có tác dụng điều trị, các bạn chỉ nhớ hai cụm từ là điều trị thôi. Thì thuốc bắt buộc phải được chứng minh bằng những cái nghiên cứu lâm sàng rõ ràng. Thì lý là mình nói về thuốc, tôi đi rất là nhanh tại vì các bạn đã học tối ngày về thuốc rồi. Thì chúng ta sẽ phân biệt thuốc và thực phẩm chức năng ha. Thứ nhất là gì, thuốc thì nó tham gia chữa bệnh, thực phẩm chức năng nó chỉ là hỗ trợ điều trị. Tuy nhiên có một vài thực phẩm chức năng đó mình có thể bị xem lầm là thuốc, ví dụ chẳng hạn như vi chuột rút do thiếu canxi hoặc vitamin D3. Khi chúng ta sử dụng thực phẩm chức năng đó, nó cung cấp canxi rồi còn vitamin D3, nó sẽ giảm đáng kể cái việc vi chuột rút của mình.
thường thường mình ngủ dậy mà trong cái điều kiện là chân của mình nó lạnh á, mình co chân nhanh quá thì thường thường nó sẽ bị vấn đề liên quan đến chuột rút. Thì khi mà sử dụng sản phẩm cung cấp đầy đủ những vitamin và khoáng ha, thì sẽ giảm đáng kể cái vấn đề chuột rút này. Thì với thực phẩm chức năng đó thì cái yêu cầu chế biến của nó cũng là có rất là nhiều cái yêu cầu nghiêm ngặt. Tuy nhiên nó không có nghiêm ngặt so với thuốc ha, không nhiều bằng thuốc. Thì thuốc ở đây đó được có những cái vấn đề rất là nghiêm ngặt và phức tạp. Thì thuốc thì là chữa bệnh cho nên mình phải lưu ý hết sức liều lượng và cần phải có sự chỉ định của bác sĩ để bảo đảm an toàn. Còn thực phẩm chức năng thì ngược lại, người tiêu dùng của mình có thể tự mua và uống mà không cần chỉ định. Nhưng mà thực tế là thực phẩm chức năng có được dùng rất tùy ý hay không, và đối với dần nào có thể dùng thường xuyên, có những dòng nào phải sức thận trọng ha, thì một lát mình sẽ học sao. Thật sự là không có cái gì đưa vô miệng của mình mà tự ý dùng và dùng với liều lượng vô tội vạ hết á. Tương thông nó quảng cáo là gì, uống càng nhiều càng tốt, mặc dù nó chỉ được xem là một thuốc uống giải khát ha, thông thường, nhưng mà những cái hợp chất nước sắc trong các cái thảo dược mà nó cung cấp các anh chị, nó cũng gây nên những phản ứng nhất định trong tế bào, cho nên nói thẳng luôn cũng không thể sử dụng được càng nhiều càng tốt đâu, và sử dụng hết sức hạn chế. Trong đó có những thành phần mà người ta cho rằng có độc tính ha, thì ở đông y của mình nó có chia thảo dược thành nhiều nhóm như là thượng phẩm hoặc là hạ phẩm. Thì những thành phần mà làm xây dựng nên công thức đốc tư tâm có những thành phần dược liệu mà mình có thể xứng đáng gọi nó một cái nhóm hạ phẩm đấy. Nhưng mà thật sự mà nói là người ta vẫn uống ầm ầm. Tôi thì tôi từ giảm đốc tư thanh từ sau cái vụ mà rầm rộ những năm 2008-2009, người ta bảo rằng nó sử dụng cái nguyên liệu hết đá, cái tá dược, cái thành phần phế trộn hết đá, thì tôi như tôi không dùng. Và cách đây khoảng 3 năm thì URC nó đưa vào trong dòng sản phẩm C2 của nó cái acid citric mua từ Trung Quốc, và trong quá trình tổng hợp acetic nó có sử dụng cái muối của chì để tham gia một số cái phản ứng chuyển hóa. Thì hàm lượng chì lại trong URC vượt ngưỡng hàng ngàn lần, cho nên từ đó về sau tôi cũng miễn nhiễm cái URC. Và URC nó còn được danh nghĩa miệng là gì, U là uống, hay là rồi, C là chết, URC gọi tắt là uống rồi chết. Cho nên nó thật với các anh chị không có gì làm tốt cả. Thì phân biệt thuốc, thực phẩm chức năng và mỹ phẩm một cách đơn giản là mình căn cứ vào số đăng ký. Với thuốc mình luôn luôn có cụm từ là số đăng ký phía trước ha, rồi anh chịu tiếp sau. Thực phẩm chức năng thì mình sẽ có là số công bố tiêu chuẩn ha, và mỹ phẩm là số công bố mỹ phẩm. Thì mình nhìn qua đó để biết đây là thực phẩm chức năng, đây là thuốc hay là mỹ phẩm. Và tất nhiên á, thật sự là cái khái niệm phân biệt này đó chỉ dành cho những cái thành phần mà tôi gọi là ngoài ngành ha, nó không biết gì về thực chức năng, nó không biết gì về thuốc. Chứ còn mình cầm trên tay ha, chỉ cần biết thành phần của nó không mà mình tự động liệt nó vào cái nhóm nào được rồi. Và trong một số trường hợp đó, người ta không ghi số đăng ký cũng như số công bố gì hết ha, thì có thể đó là mỹ phẩm. Thì nó chỉ dùng ngoài. Rồi một số thành phần, một số cái số đăng ký như các bạn đã nhìn thấy ở trên những slide phía sau để minh chứng cho đã thấy là thuốc hay là thực phẩm chức năng. Thì các bạn coi nha. Thì tôi không có đi sâu vào cái đó, tại cái đó là mình nhìn là mình phải biết, bắt buộc mình phải biết. Rồi bây giờ là 7:25, các bạn có muốn giải lao xíu không các bạn? Có thầy. Giải lao tới mấy giờ anh Hùng ơi? Dạ tôi chết chờ đó thầy. Thầy quận mấy vậy? Anh ở quận mấy vậy? Dạ em ở quận thầy á. Hả? Dạ em ở quận 6. Ở đâu chứ? Quận
6 thầy. À tôi gấp đôi anh lận, tôi quận 12. Thầy ơi, chỗ thầy giãn cách xã hội không thầy? Tôi có đâu, giãn cách toàn thành phố mà. Thầy, đây, chỉ thị 16 của thầy. Ừ, rồi thôi, nói chứ bây giờ mình nói nhỏ với nhau nghe ha. Mình coi như là 7:30, mình giải lao khoảng tới 7:50. 7:50 đi. Ha? Thầy, thì... em nói câu thầy. À, ai vậy? Thầy, em hơi bị cái mic của thầy. Nói đi, nói đi, nói đi. Thầy, nãy thầy có hỏi câu gì đó, thật mỹ phẩm cao cấp có đặc tính cơ bản gì để em nhắc. Bây giờ em nói được không thầy? Không, bây giờ một lát sẽ có cho làm bài tập ha. Tại vì tụi nó đã là thầy hết rồi. Em không thấy được, em đâu có nhắn được đâu mà thấy thầy. Thầy ơi. Hả? Em nói thì nghe em thầy. Nói đi, ai vậy? Sao tự nhiên em không nghe gì bên này của em tưởng không nghe được. Nghe không? Nghe đúng không thầy? Thầy có nghe em nói đúng không? Chị tên là Diễm Khánh đó con. Đúng rồi, tại vì em nói bên này em không nghe. Tự nhiên không có giống thằng là Diễm Khánh. Thầy này. Em vô nhóm cho em nhắn thầy, thả em đâu có thấy đâu, có nhắn được gì đâu thầy. Rồi, để một lát tôi sẽ tạo điều kiện cho các anh nhắn được đầy đủ, yên tâm ha. Cứ giải lao đi, 7:50 mình gặp lại. Để thầy nói một nước thì được rồi, để thầy nói khai một tiếng không? Nó nổi luôn. Rồi ok, vậy nghe. Giờ giải lao xíu đi.